còn gì đâu sau những đắm đuối ta chào người cứu vớt những tiếc nuối nơi xa vời, bao yêu thương cũng theo mây nhẹ trôi vì chuyện tình yêu chưa chớm đã phải tàn, hạnh phúc đêm mây cũng tan tành thì em giờ đây là ai trong đôi mắt anh. Em muốn nói anh nghe rằng người ấy đã huy ăn vô về chở che cạnh bên khi em cô đơn yếu đuối. Em muốn nói anh vô tâm quan trọng tiền nong hơn hạnh phúc trong lòng, chỉ đâm đầu công việc lo cho cuộc sống, chẳng hề để ý đến em. Dòng tin nhắn anh chẳng xem, tình yêu của anh nằm trong đôi mắt ai. Và còn gì đâu sau những đắm đuối ta trao, người cứu vớt những tiếc nuối nơi xa vời, bao yêu thương cũng theo mây nhẹ trôi vì chuyện tình yêu chưa chớm đã phải tàn, hạnh phúc đến mấy cũng tan tành thì em giờ đây là ai trong đôi mắt ai. Chưa chớm đã phải tàn, hạnh phúc đến mấy cũng